Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với chương trình tập trung thần tốc bí quyết quản lý thời gian hiệu quả cùng với trainer như trong ngày hôm nay. Nếu ai đó trong số các bạn hỏi rằng là bí quyết nào để giúp chúng ta có được thành công, bí quyết nào giúp chúng ta đạt được những cái mục tiêu, những ước mơ trong cuộc đời của mình thì tôi không ngần ngại mà chia sẻ với các bạn đó chính là sự tập trung. Nếu các bạn không có sự tập trung, các bạn sẽ làm việc một cách lãng phí thời gian và không có kết quả. Làm thế nào chúng ta tăng cường sự tập trung? Khi các bạn có sự tập trung rồi, các bạn sẽ hạn chế được các nguyên nhân gây lãng phí thời gian của các bạn. Vậy thì các bạn hãy đến với khóa học tập trung thần thần tốc quản lý thời gian hiệu quả cùng với trên như Fenty. Thông qua khóa học này chúng ta sẽ học được cách để thiết lập mục tiêu, tầm nhìn sứ mệnh trong cuộc đời của mình. Các bạn học được cách để làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Các bạn học được cách để thiết lập sự ưu tiên trong một ngày làm việc của mình. Các bạn học được cách để có một tâm trí khỏe mạnh, có một cái tinh thần vui vẻ phấn chấn để hoàn thành được nhiệm vụ mình đề ra. Các bạn học được cách để vượt qua những cái sự trì hoãn để đạt những cái mục tiêu, những ước mơ trong cuộc đời của mình. Và chắc chắn xuyên suốt khóa học này, các bạn sẽ có những cái bí quyết để tăng cường cái sức khỏe về thể chất và tinh tinh thần của tất cả các anh chị và các bạn và khóa học này dành cho ai khóa học này dành cho tất cả những ai thường hay thiếu tập trung trong công việc trong sự nghiệp trong các mối quan hệ. Khóa học này dành cho tất cả những ai thường hay đa mục tiêu. Khóa học này dành cho tất cả những ai có rất là nhiều ước mơ, nhiều mong muốn trong cuộc đời của mình nhưng chưa hoàn thiện được nó. Khóa học này dành cho tất cả những ai thường hay trì hoãn trong cuộc sống của mình. Khóa học này dành cho tất cả những ai thường hay thiếu tập trung, thường hay sao lãng trong công việc, thường hay mất quá nhiều thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Khóa học này cũng dành cho tất cả những ai không làm việc hiệu suất và cảm thấy cái kết quả mình làm được không tốt bằng những người xung quanh. À, và khóa học này dành cho tất cả các bạn dù các bạn là lãnh đạo các bạn là người bán hàng các bạn là người môi giới các bạn là sinh viên các bạn học sinh hay các bạn đang làm bất kỳ một lĩnh vực nào thì khóa học này cũng dành cho tất cả các anh chị và các bạn mỗi ngày chúng ta đều có 24 giờ đều có 86.400 giây vậy thì tại sao có những người đạt được những mục tiêu những ước mơ trong cuộc đời của mình lại có những người không đạt được những cái mục tiêu thì cái nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là sự tập trung làm sao để mỗi lúc bạn tập trung vào một việc bạn không bị sao lãng vào những nhiệm vụ khác làm sao để trong một khoảng thời gian bạn tập trung vào cái mục tiêu và cái tầm nhìn là cái sứ mệnh của bạn là bạn đạt được thành công những người thành công và xuất sắc hàng đầu thế giới như Bill Gates hay Warren Buffett đều có nguyên tắc giúp cho họ thành công đó chính là sự tập trung vậy thì bạn có muốn thành công không bạn có muốn hạnh phúc không bạn muốn có một cuộc đời viên mãn hay không hãy đến với chương trình đào tạo tập trung thần tốc bí quyết quản lý thời gian hiệu quả cùng với trainer như